ta có một cách nhanh hơn rửa thế này nhiều. Cách gì? Tìm một chiếc xe ngựa, bỏ những cái bát này vào xe ngựa, tìm một nơi không có người, đào một cái hố to, chôn những cái bát này vào trong đấy. Sáng mai ta đi mua mấy cái mới về. Ngươi giỏi thật đấy. Bách hộ trẻ nhất nha môn Trấn Phủ Ti, con trai chỉ huy sứ đại nhân, cẩm y vệ được hoàng thượng xem trọng nhất, học trò cưng của Khổng Tử, Lục đại nhân. Bị việc rửa bát làm khó, Lục đại nhân không bao giờ làm việc nhà. Ngươi biết đống bát đĩa này đáng bao nhiêu tiền không? Ngươi biết mỗi năm một nhà nông kiếm được bao nhiêu tiền không? Tên dân đen như ngươi giỏi vẽ chuyện gì? Ta chỉ than mấy câu thôi, đâu cần lôi một đống chuyện ra để khịa ta. Ngươi mà còn lười biếng thì ta còn nói lời khó nghe hơn đấy. Hơn nữa những gì ta nói đều là sự thật. Ta muốn nghe thử xem còn gì khó nghe hơn nữa. Ngươi có một biệt hiệu rất kiêu, bản thân ngươi không biết, nhưng cả nha môn Trấn Phủ Ti đều biết hết. Là gì? Ngươi là tên trai tân duy nhất trong cả nha môn Trấn Phủ Ti. Ngươi đừng vì vậy mà nản chí tự ti. Đau, vết thương toét rồi. Đau không? Đau đau đau. Đau thật, đau thật, đau thật. Ta xem nào. Đại nhân, bà chủ Trương xảy ra chuyện rồi. Có một chuyện gấp. Không phải ngươi cố ý tìm người đến để trốn rửa bát đấy chứ? Chỉ có ngươi mới làm ra được loại chuyện ấy thôi. Chú ý an toàn nhé.